trường Châu Hoa. Câu lạc bộ dân vũ thể thao thôn Lê Xá xin kính mời câu lạc bộ dân vũ thể thao thôn Lê Xá chuẩn bị. Nụ hoa thắm và sương ban mai, nhìn đám mây trắng đang nhẹ trôi chân trời. Thỉnh thoảng phố hoa nắng vừa lên bối rối, anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi. Nụ hôn đó những người yêu mê say, là một sân mãi mãi chỉ còn em bên người. Đôi khi hận anh đôi khi giận nhau vu vơ, nhưng trong lòng em còn tin tình yêu trao anh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.